cho tất cả mọi người. Thì hôm nay Hương làm cái món là cua sốt me á mọi người. Đây, nãy giờ Hương đang làm cái món này nè. Thì cua này thì nó nhỏ con thôi, nhưng mà nó khá là chắc thịt luôn á mọi người. Hương hay gọi cái cua này là cua mini nè, cua nhỏ tí xíu siêu siêu thôi nè. Đây, có tí xíu siêu siêu nha mọi người. Mới nãy Hương có quay cho mọi người xem á, khá là nhiều thịt luôn á. Không những nhiều thịt mà còn còn nóng quá mọi người ơi. Đây Hương cắt để cho mọi người. Khá chắc luôn. Wow, đây mọi người nhìn nè, gạch tràn mu luôn á mọi người. Đây, còn nóng hổi luôn. Cái này là vừa ăn vừa thổi nè, vừa nhắc xuống bếp luôn á. Ở Hương thì không cần phải lựa cua to nha mọi người. Cua nhỏ nhỏ như thế này 1 kg khoảng 4-5 con, ăn vừa chắc thịt lại nhiều gạch nữa. Đây nè mọi người, khá là nhiều gạch luôn nè. Đó, khá nhiều gạch. Béo ngậy luôn á. Ngon quá mọi người ơi. Ngọt hả? Béo nó vừa ngọt. Anh đi ăn không? Ngồi ăn với mẹ để lên. Anh không thích ăn cua mọi người. Những cái video trước con cũng có quay về cua á, nhưng mà anh không thích ăn. Ngon lắm con. Thì mọi người. Ngon quá. Mày đi ăn cua này. Mày gặm cái càng cua cho con nha. Này cho con nè. Con không ăn. Ăn đi, ăn một miếng thôi. Mẹ ăn một miếng thôi, ăn một miếng miệng và bánh cho con ăn. Trời dốt kinh khủng luôn mọi người. Cua bắt tiền mà không ăn. Chắc thịt cực kỳ luôn á, cái thịt nó dai mà nó ngọt ơi là ngọt luôn. Tắm với cái nước sốt này nè. Chua chua ngọt ngọt ê mẹ. Anh không thích ăn cua cho nên là Hương ăn ấy bánh cam cho anh ăn. Hồi sáng Hương đi chợ mua được bánh cam á, mời mọi người một miếng nữa nha. Ở Hương cua này là khoảng 150.000 một ký á mọi người. Giá rất là hợp lý đúng không? Nhưng mà mình ăn cua chắc thịt như thế này á, nó đáng đồng tiền. Mình bóc tay luôn nha mọi người. Ở Hương á mọi người đừng ham cua to nha. Cái cua to á, cái thịt nó ít lắm, nó không được chắc như thế này đâu. Này là cua bình thường ở nhà. Còn cua gạch ở Hương á là 220.000 một ký mọi người. Con cua mà cầm lên nó chắc thịt lắm, là nó nặng lắm. Nó nhỏ nhưng mà nó nặng. Ngày chắc một gần 1 ký rồi.
Sao mẹ ơi? Sao mẹ ơi? Cắn rớp rớp luôn không ơi. Cắn rớp rớp luôn á. Con mới được đạp cái bàn như vậy nghe không? Mày ăn cua mày không ăn bánh, có ăn bánh không? Anh bảo không ăn bánh đó mọi người. Mày gắn cái kèo ăn nha. Đi ăn bánh đấy. Thì không chịu ăn cua gì hết. Ăn cua tốt mà. Có canxi. Xin sức chua chua ngọt ngọt như thế này ăn ngon mọi người. Mọi người đừng nói Hương ăn dơ nha. Bắp tay như vậy ăn. Chặt vàng kì luôn mọi người. Béo quá. Béo quá. Ăn như vậy nó dân dễ hơn mọi người. Hương định đeo bao tay á, nhưng mà Hương rửa sạch tay rồi. Cười gì Hinh đi, cười gì mày, nó không đúng á, con cười ngậm miệng nè, dơ rồi. Trời, công nhận để cắt thịt là nó cắt từ những cái nhỏ nhất luôn này, những cái que này mà nó cũng cắt thịt à. Bay, anh đi rồi, anh bay mọi người. Ngon quá. Cái nước sốt Hương làm mọi người, nó chua chua, cay cay, mặn mặn. Chấm với cái này gọi là hết sảy luôn. Chắc thịt gơ gớm nữa. Nước sốt ngon lắm. Xin phép mút tay nha mọi người. Tại vì cái nước sốt nó dính vào tay mình mà không mút tay á, tiếc lắm luôn. Ngon lắm. Cù dai gì đâu á. Ăn đã lắm. Ngon quá mà mình đi không ăn. Mình nghe tiếng rập rập không? Rập rập lắm. Sớm á con. Trời, anh thấy con chó đó, mọi người vô nhà Hương, ở nhà Hương chưa có nuôi chó. Anh hỏi là chó gì vậy mẹ? Ý anh hỏi là con chó ở đâu ra á? Mà anh hỏi là con chó gì vậy? Nói là nó chắc thịt quá, Hương nhai Hương cũng đau răng đó mọi người. Ai mà muốn mua cua cứ liên hệ Hương nha. Cua nhà nuôi luôn, chính gốc nhà nuôi luôn. Này là nhà mợ Hương nuôi nè. Ngày nào mợ cũng bán hết á. 150 ngàn một ký thôi mọi người. Ship toàn quốc luôn.
Đi ăn bánh cam sao đi ngậm miệng nhỉ? Xong rồi mà vẫn thấy ngon mọi người. Nhà Hương khá nhiều rùi luôn á. Bốn tuổi rồi mọi người mà nói từ rùi với mọi người lúc trước là mẹ ơi con rùi chứ không phải là con rùi đâu. Bây giờ đập được con rùi là mừng lắm á. Đi bye bye mọi người cho. Bye. Ngồi xuống đây. Bye. Ngồi nắp rồi con đi đây, đi chơi. Ngồi xuống cho. Đi đi chơi. Đi đi xe đạp đó mọi người. Đi có chiếc xe đạp, đi đi xe đạp. Đi đâu có biết đạp đâu, đi đi. Đạp tròn không mà được, chỉ nhắc 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 thôi. Ăn giờ nó ngon không mọi người? Nó chắc thịt bé cho nên Hương thích gặp mấy cái này. Ăn con nữa nha mọi người. Wow, cắn chút mi vô mà nó ngon gì đâu luôn á, chua chua ngọt ngọt. Bởi vậy Hương nói là nó chắc quá cho nên là con nào cũng gặp như thế này nè mọi người. Wow, đầy mu luôn nè. Cái này gặp này là phải nói là ăn bao phê luôn á. Cua nước không à? Wow, hấp cái nước sốt nó ngon gì đâu. Gạch nè mọi người. Wow, hấp vô được một miếng gạch nè. Ngon quá. Chấm nước sốt phải khói khói như thế này nó chấm được nhiều hơn mọi người. Chấm sâu vô rồi bả miệng bả miệng. Ngon quá. Hương ghiền cái nước sốt này rồi mọi người. Chua chua ngọt ngọt. Tuyệt đỉnh. Đi ăn không? Ngon không? Ngon lắm mọi người, tuyệt hảo luôn á. Không nghĩ là video của Hương cũng khá dài rồi đó.
chắc Hương xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Ngồi xuống. Bye bye.